thấy ổng mà đi mà kiểu mà đi xin á, mọi người nói là ổng còn sức khỏe mà tại sao đi xin á? Mà ở đây nó nhiều lắm, ví dụ như vợ con bệnh đau đi xin làm hồ tịch của em, cũng ở đây đứng giảng đạo, nó tu giảng đạo từ Việt Nam đến Chí Bắc tới đây, thằng quỷ này tu cũng đồ đạo có được. Bởi vì người ta thắc mắc mới 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 để đưa lên cộng đồng được, để xem như. À, đi xin nãy giờ đừng như đây hả? Mới xin chút xíu được quá trời luôn. Cái miệng ông bên xin gọi hết đấy, tôi gọi đây cùng ông ngồi đó. Em hát đi hả? Bây giờ lên đường hả ông Ngảo? Tìm đế trong thân đi. Được đó. Thì tôi nói trong thân luôn hả? Để trên đỉnh đầu luôn hả? Cảnh thì tịnh tâm tính ý trong thân, ý nghĩ trên đỉnh đầu. Tìm ánh sáng thượng đế. Tìm ánh sáng của hào quang chư Phật đó. Ủa? Ủa? Ông lão? Thánh tính nha. Ông lão xin tích. Đó. Ủa gì ở đâu ta? Hồi nãy là ông chỉ chạy xuống đây thôi đúng không? Đang chạy xuống đường này nè. Chỉ theo ông không kịp chạy. Hai chỉ chắc chỉ kịp. Giờ nó đang quay đang. Cái quay đầu 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 chạy
nhà cái nhà. Ủa nãy chợ nãy gần không 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 đi nãy chợ nãy gần không đi chợ đây có hả? Mới hai nhớt mà sao bị đứt bê ta? Chắc chưa nhớt á. Bây giờ chưa nhớt, em chưa nhớt bị đứt bê rồi. Ở nhà thì xe đang đi chợ mua đồ nha cả nhà. Xe bà ông lão đi chợ đi. Chắc đi chợ một lần chạy cầu chạy cầu chạy cầu chạy cầu. Ô mua gà, mua gà. Đi luôn trời. Mua nhiều vậy. Mua mấy con anh. Chích cỏ cho mình anh. Trời ơi, có 500 ngàn luôn kìa. Bất ngờ nha.
Anh mua là mua đãi YouTube. Con trống và con máy. Đãi YouTube hả? Mà bữa giờ là bà ổng có đãi anh em mình, bữa nay đãi luôn. Bữa nay là chơi lớn, mình chơi lớn. Hôm nay có điều gì khác lạ với ta? Anh không. Đó, trong chuồng gà cái nhà ông lão vô đây mua hai con gà luôn cái nhà. Đó, cái nhà. Bình định đó, nhận phần thưởng từ trên Bình định là sao đó. Tại sao bữa nay mua đại tụi em? Tụi em không ăn cuối quý rồi, cuối quý rồi. Mua hai con thôi. Con thôi. Hai con thôi. Đồ ai mà ăn được, tụi em không ăn dễ đâu, bận lắm. Em bỏ con hai con. Lát em lại làm nha. Hết tiền trước đây rồi tới là nghỉ lại con 2 con 27 thôi lại 23. Thôi để rồi ăn một lần 270.000 vậy hả? Tao ăn 1.000 triệu. Ấy trời ơi. Trời ơi, có ăn sai không đâu. Có nhiều ăn hết. Ăn sai như học. Anh không cho tiền là ăn hết hả? Ngày nào ăn ngày đó hả? Vô thiệt. Vô thiệt. Thôi thích cơ thiệt. Nó nằm ở 2 ngày 4 triệu. Quý vị ơi, alo alo Giang Quân hả? Một ngày ông chưa hết 1.5 triệu á. Ủa tiền đâu ông nhiều vậy? Ông lão đi rồi, quý vị ơi, về nhà thoát hai thiếu nữ đi. Không đợi năm mà mới có 200 triệu. Trời ơi, lê quá. Mấy ghê quá chú. Ông làm đi, ông thầu cổ quá. Rồi bây giờ mình sẽ mua đồ nữa anh lại. Có gì nói gì sư phụ? Đó chứ mua muối, mua gạo, mua này kia. Không có đi ăn xin hả? Đi ăn xin đi. Ừ, ông đi ăn xin đi. Không, đang nghỉ xin rồi. Ông chắc chắn là ông tàu cỏ rồi. Ông chạy từ thôi, chạy từ thôi. Từ thôi. Đi đi đi. Mắc dấu. Gạo. Mua gạo thơm á đạo. Lại. Mua gạo thơm nấu cháo ngon lắm. Mua hai chục sao đủ rồi. Hôm nay là ông xin mà mua. Mua hết lại ha. Xin để khi nào hết tiền mà hết xin chứ. Giờ còn tiền mình mua đi. Mua 50 luôn chứ mua chỉ 20 vậy. Thôi 20 rồi. Ông ăn cháo không có gì ạ, không có cơm. Bữa đó tượng bọc đó bữa cho tới nay mới hết. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi cảm ơn chị. Rồi đi đâu nữa? Rồi giờ đi có mua trái cây gì không anh? Ờ chứ. Bây giờ vô chợ nghe. Đi phía chợ mua một lần đi. Cái xe lớp B mà thấy chạy nhanh quá. Đó. Đợi qua. Lớp B nữa. Phải là điểm mà là điểm quen, điểm quen. Rồi vào vô. Ông đi dạo nãy giờ mua được mấy món rồi nha cả nhà. Thank you.
nước à. Nước đẹp rồi, xin lắm. Ông quay độ mà thôi, ông ăn chung là cho vậy. Chó đi à? Chó xin hả? Bây giờ thôi dạ, mua đây em trả tiền cho. Mua đi nha. Bây giờ thích mua gì đó mua đi. Bà trả đi cái đầu người ta nói tới đó. Mua đi. Mua đi. Sướng mặt sáng láng nhầm đi, an sinh trời. Ừ, mặc dù đẹp đấy chứ. Như tao xin an sinh từ trên trời tưởng đây đó. Từ đầu ngân cho tới giờ toàn là an sinh. Đúng không? Ông làm giàu rồi nghe an sinh đúng không? Đúng rồi, cô cho dưa leo vậy. Đây, cô cho dưa leo. Dạ, cô cho cả sáng này. Không có cho đâu. Không có cho đâu. Không có cho Án rảnh thì tịnh tâm tới ní trong thân, ý nghĩ cho nên đầu tìm trai. Tụi em nói là biểu ơn tụi em. Là bây giờ chắc ăn mấy ngày luôn á. Anh có mua đậu cho chị không? Cho mua đậu đi, con sẽ tiền cho. Tụi em trả tiền cho. Đậu đi. Chắc mình không mua mà. Mua đi trả tiền cho. Mua đi xin rồi mướn còn xin mua đi trả tiền cho không thách xin muốn gì nha. Hôm nay em làm thử thách là xin đó, để thử lòng bà con á. Ngày nào ổng cũng đi hết trơn bà con. Ổng thường đi chứ không phải là đi hàng ngày. À. Hàng ngày tháng là nhau là ổng đi cũng trên 10 ngày. Tại người ta thấy cũng ổng không cho tiền. Kiểu mà có sức khỏe mà không đi làm á. Không, mà ổng người gì á. Ổng chăm mình không cho ổng chăm tiếng cổ trên người phàm không à, không mấy người mình. Vậy hả? Ừ. Ê, cách vài ngày ổng qua đây làm cái gì cô? Cái hẳn là thường gặp chợ này nhiều, chứ không phải là mới ngày nào. Tại đâu. Mọi người nói là ổng kiểu mà còn sức khỏe còn trẻ mà đâu phải là gì đâu mà đi xin, người ta nói không vậy phải, không phải là ổng đi xin tiền đâu, ổng bệnh á. À, ổng bệnh hả? Ổng bệnh á.
Em không cho tiền, ông chăm cái tiếng Miên, tiếng Pháp, tiếng gì đó, mình nghe không có được. À vậy hả? Trời ơi. Chứ không phải là ông bình thường đâu, không có. Ổng mà bây giờ theo chị biết là ổng bình thường hay là người không, bệnh? Chị không nghĩ ông bình thường. Ổng là chị người bị là bệnh đúng không? Người bệnh, ổng là cứ người dựa ổng á. Người dựa ổng á. Em bình thường đừng ai hiểu, ông tin ông cho cái ông nói tiếng gì đâm trên trời trên đất còn không á, mình hiểu không hiểu. Trời ơi, quá trời. Ông nói tiếng làm như là cái tiếng Miên, tiếng gì á. Chứ không phải là ông người đi xin người bóc lột, có người dân đâu, không có đâu. Có thấy là ông dắt vợ ông ra đi không, xin không? Một phần mình ông là cứ vậy đó. Ai có cho đồ gì xác đồ nấy mà xin tiền nha, ông cho rồi. Ông trăm tiếng Miên, tiếng gì á. Tiếng nó dị lắm. Không phải như tiếng người mình. Mình không hiểu phải không? Không hiểu mà không phải ông chửi mình, không phải gì á. Ông chăm cái tiếng người cổ trên người. Thấy ổng nói chuyện toàn nói chuyện cổ trên không? Đúng rồi, cổ trên đó, chị cũng nói là người cổ trên đó. Chị biết vậy thôi. Chứ còn tiền bạc thì thấy nay không có cho, cái cho đồ sắc nặng vậy á. Dạ. Cho lấy, ai cho gì lấy nấy. Nói chung là cứ đi xin vậy, ai cho lấy gì lấy nấy. Nhưng chợ này thỉnh thoảng lên chứ không phải là lên thường ngày. Mà không phải là không có mà lên vừa dắt này. Dạ. Vừa dắt này là chứ dắt sáng không có. Thì thấy mấy người ổng đi xin nhiều quá thì mọi người cũng thắc mắc, ví dụ sao mà ổng có bệnh hoạn gì không mà đi không, em chị nghĩ là có người dựa ổng đi xin thôi chứ không phải là ổng bóc lột người dân đâu chị. Thấy không phải bóc lột người dân là buổi sáng em đi mấy người này nè còn vẫn còn sức khỏe đàng hoàng họ đi xin nhiều lắm. Nhiều lắm luôn. Trời ơi, nhiều dữ vậy hả cô? Lên với móc túi lên luôn, nhất móc túi thứ bảy chủ nhật. Vậy ha. Cái tuổi nó thứ này nè, cái mang ba lô, cái đào cái giả bộ hết xăng này kia là chợ này lên. Dạ. Là hàng ngày luôn á. Dạ. Còn không, anh này không có đâu. Dạ. Anh này là đáng tội, không biết ảnh có ai dựa anh á. Dạ. Chắc là có người dựa ha. Có người dựa đó, phải bắt buộc đi làm những chuyện như vậy thôi. Dạ. Người ta không đi xin, không bóc lột người dân đâu. Mà thấy hồi thường như là tiền không ai cho đâu. Cho ba đồ kinh vậy đó mà kinh. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Thấy ổng mà đi mà nếu mà đi xin á, mọi người nói là ổng mà sức khỏe mà tại sao đi xin á? Nghe ở đây nói nhiều lắm, ví dụ như vợ con bệnh đau đi xin làm hậu được của em, cũng từ đây đứng giảng đạo, nó tu giảng đạo từ Việt Nam đến Chí Bắc tới đây, thằng quỷ này tu cũng đồ đạo có được. Bởi vì người ta thắc mắc mới để đưa lên cộng đồng được, để xem như người có người quen người gì nó biết người ta vô nó tặng ảnh như thế nào cho đúng sự thật. Khỏe, ảnh lợi xin tu đôi dài vậy. Xin nuôi vậy luôn hả? Tôi nói đụng máu, mày thấy tao bán, tao bán dùng cách này đi, mày đi xin mà mày mang dạy tay, áo phun bi đồ đẻ đây tao, thì sao tao có tiền, tao cho mày, nó không có tiền, tao nuôi vậy. Xin cửa đó, mày đứng dạng đạo ghiết rồi, không lẽ quýnh đó. Nói chuyện trên trời không à? Bữa giờ là gặp ổng nói chuyện trên trời không? Bởi vì nó coi tìm hiểu đâu, như thế nào? Đâu dữ vậy? Biết nhau đâu dữ vậy? Thì xúm lại, kêu gọi. Gọi anh em à? Dạ. Dạ. Nó bớt thì cái thằng này tới ai mà không cho nó đứng dạng đạo, nó dẹp từ ngoài Nam đi phía Bắc đó, từ Bắc đi tới Nam nó chuyện khó nghe lắm. Mà giảng đạo nói có đúng đó, có thấy đúng không anh? Cái này nói cậu đi nói, nếu mà cậu mà nó không phải là khùng đâu. Có chỗ công an nó mời về cái chỗ luôn. À, này à, kiểu mà gì nó nói gì ơn đền quán trả rồi. Bây giờ là không? Theo anh nghĩ là ổng có bị khùng hay là không có bị khùng? Không có mà sao lười lao động nó nói chuyện trên trời thôi phải không? Chuyện đàn bà ta tiếc tên đó rồi ta không có sao nó ra cảm, còn anh cũng dân tiếng xứ đây anh thứ què đó anh gì nhưng gặp bữa đụng người anh quýnh nó, tao nói đụng người tao quét đồ thì rồi tao bật đồ gắt áo nét gắt quần gắt không đụng người tôi dài đẹp tay tao mày ăn về tay áo chi mi đồ mày quần áo lắm tốn mày đi xin nha mà nó đứng nói với nó lát nó giảng đạo nó giảng đạo không à. Ô cái đường đó có qua đường bên kia được phải không? Rồi em cảm ơn nha. Dạ. Ổng hả? Ở thằng cái thằng YouTube kia. Ông nào bị bữa ông vợ ông dí mời á. Bị qua thằng kia vậy á. Ổng ăn ổng đi chợ này hoài. Dạ. Thì mọi người đang tìm hiểu ổng là có bị khùng hay là thiệt. Ông hỏi nhà quê ổng đâu vậy, coi gia đình ổng có vô không? Không có khùng, không bị tâm thần. Không có mà, nghe nè. Hả? Vợ ổng mới khùng nặng. Dạ, vợ ổng nói tiếng gì không à?
À, nó tiếng gì á? Nó tiếng tầm bậy tầm bạ mà. Tiếng Trung giống cái tiếng Trung, cái tiếng này như là cái tiếng chi tầm chi nó cái gì nó nhảy mấy anh ở gà ổng nhảy đó. Ở gà ổng với bạn mình nhảy nhảy giống đó. Có chữ Mưu Binh á anh. Nhảy nhảy bạn dây, nhảy ông đẹp. Tại vì em biết sao biết ông Mưu Binh không? Chị ngồi trước đây nè, điện thoại báo hết pin thì bả đang quay vô, ổng đâu có biết ông đang đứng ngoài đường, ổng nói với chị đó là điện thoại hết pin bắn ở ngoài. Chỉ có Mưu Binh mới biết vậy thôi. Ừ, ghê vậy. Dạ con đi coi, đi trước. À, đi xin nãy giờ đừng như đây hả? À, mới xin chút xíu được quá trời luôn. Nhận cái miệng ông Benzin gọi phép đấy. Từ gọi đây 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 cùng ông rồi đó. Em hấp pin hả? Ờ. Bây giờ lên đường hả ông Ngảo? Gì? Để tìm trên đỉnh đầu luôn hả? Cảnh thì tịnh tâm tính ý trong thân ý nghĩ trên đỉnh đầu. Tìm ánh sáng thực tế. Tìm ánh sáng của hào quang chư Phật đó. Ủa? Ủa? Ngảo? Mua gia vị thường thêm, rồi có cô kia cho mình một bé nữa. Quên chỗ mua gà rồi, quên chỗ mua gà rồi. Đó là dưới kia. Đây. Thì bây giờ là anh em mình sẽ tới chỗ lấy gà rồi. Bây giờ là anh em mình kết thúc đi, bây giờ mình làm ẩm thực ha. Rồi giờ như là tới chỗ anh lấy gà rồi cô chú ơi. Bây giờ mình kết thúc để về cho anh làm ẩm thực nha cô chú.